Tiếp đó chúng ta sẽ đến, đó là kỹ năng số 2 để chúng ta lựa chọn ra cái bất động sản là tốt để chúng ta đầu tư. Kỹ năng đó là cái chọn cái kênh tìm kiếm bất động sản thông tin. Khi chúng ta đi đầu tư, đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng. Anh em có kiến thức rồi nhưng anh em không có thông tin, vì bản chất bất động sản nó là thông tin. Thông tin là như thế nào? Thì anh em phải có đa dạng nhiều cái kênh. Thông thường kênh sẽ chia đó là kênh online và offline. Thông thường offline thì đó là cái kênh môi giới này. Môi giới này. Nhưng ở đây đặc biệt anh em sẽ quan tâm giúp tôi, đó là khi anh em đó là đầu tư ở một cái khu vực nào đó thì anh em phải tìm đó những cái môi giới chuyên ở khu vực đó và chuyên vào phân khúc, thì người ta mới hiểu được cái thị trường và mới biết được đó là về cái sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào nó hay, chứ không phải là ông nào môi giới là cũng biết đâu anh em nhé. Vì cái bất động sản này nói vậy nó rất rộng, nó có phân khúc. Ví dụ là bất động sản thổ cư, nó ví dụ tôi nói chỉ cần nói về phân khúc thôi. Phân khúc thì nó có là 3 đến 6, 6 đến 9, 9 đến 15, 15 đến 20, 25, đó là một cái phân khúc. Phân khúc một chuyện, còn vấn đề về sản phẩm, ví dụ sản phẩm để tiêu dùng khác, để đầu tư khác. Ví dụ tôi chẳng hạn, tôi chuyên về đó là bất động sản dòng tiền, chuyên về cái sản phẩm đó là những cái tòa nhà dòng tiền và tòa nhà văn phòng. Tôi chỉ chuyên cái khu vực đấy thôi, chuyên ở cái phân khúc đó thôi. Chứ nếu mà nói ra về cái sản phẩm khác tôi cũng chịu thôi anh em ạ. Tiếp đó khi chúng ta có biết được đó là những cái môi giới đó người ta chuyên, thì chúng ta tìm đúng ổ đấy anh em, tìm đúng những cái người đó. Thì khi biết người ta biết đó là những cái hàng mới lên hoặc những cái sản phẩm là tốt, là người ta cũng làm một cái kênh để tư vấn cho chúng ta. Tiếp đó là cái mối quan hệ giới thiệu ở khách hàng cũ, hoặc ví dụ những cái người thân, người quen chẳng hạn, qua những cái cộng đồng network của chúng ta. Bản thân tôi đi gặp rất nhiều, ví dụ những cái đối tác của tôi mà trước tôi mua đất, người ta lại giới thiệu cho anh em bạn bè người ta, hoặc thuê nhà vậy, người ta giới thiệu cho anh em. Và ví dụ những cái người thân của mình chẳng hạn, ví dụ chúng ta khi đi đầu tư chúng ta phải làm cái thương hiệu của chúng ta là gì. Ví dụ tôi là đầu tư đây chẳng hạn, đầu tư bất động sản đây, thì biết là ví dụ anh này có đất, có nhà, anh em bạn bè thì giới thiệu giúp tôi. Đấy là một cái cách cũng là rất hiệu quả để khi chúng ta, ví dụ tôi tham gia những cái cộng đồng chẳng hạn, đi học những cái lớp về đầu tư, học những cái lớp về thương hiệu cá nhân, học về marketing, quản trị doanh nghiệp ABC chẳng hạn, thì đấy có rất nhiều những cái mối quan hệ. Nhưng tôi nếu mà tôi biết làm thương hiệu thì đó cũng là một cái nguồn để cung cấp cho tôi chất lượng. Và tôi cũng gặp rất nhiều đó là những cái việc người ta cung cấp cho mình cái thông tin và mình đi tiếp cận trực tiếp luôn, sẽ được rất nhiều những cái lợi thế. Thứ nhất là cái thông tin nó chưa được mở ra nên ít người biết cái thông tin, thì có cái cơ hội chúng ta tìm được cái sản phẩm ngon và tốt, nó rất nhanh và nó hiệu quả. Tiếp đó là chúng ta đi khảo sát thực tế ở những cái khu vực để chúng ta biết là đó là những cái thị phần và cái thị trường và cái bất động sản đó là như thế nào. Và trong quá trình ví dụ chúng ta đi khảo sát, gặp giao lưu những cái người xung quanh đó cũng là một cái kênh để chúng ta tìm kiếm. Ví dụ như ở cái khu vực là đi khảo sát, anh em mà để ý là những cái kênh ví dụ như là tổ trưởng dân phố hoặc những cái người nào người ta có cái uy tín ở khu vực đấy, thì đa số là người ta có mối quan hệ rất nhiều, cũng là một cái kênh kết nối cho chúng ta. Cái quan trọng ở đây là đó là cái kênh offline là chúng ta phải xây dựng được cái mạng lưới này, và cùng đó là mình phải có cái cơ chế quyền lợi cho các kênh đó cung cấp thông tin nguồn kín để thì chúng ta mới có giá tốt. Ví dụ tôi đi gặp gỡ và giao lưu, tôi đều có những cơ chế những cái người mà kết nối cho tôi nguồn với cung cấp cho tôi thông tin, tôi đều có cơ chế luôn, nói luôn phần trăm như thế nào để người ta có một cái động lực, người ta có lợi ích ở đấy thì người ta sẵn sàng có những cái cơ hội, cái thông tin người ta sẽ sẵn sàng, người ta sẽ bốc máy, người ta sẽ gọi cho mình. Tiếp đó là cái kênh offline. Offline thì ở đây thì nếu mà anh em tìm kiếm thì anh em cũng không lạ gì, đó là những kênh ví dụ Facebook hoặc cái cộng đồng hoặc những cái kênh ví dụ như nào. Tiếp đó là cái kênh online thì anh em không lạ gì, đó là cái kênh Facebook này và cộng đồng này, và đó những cái kênh trang web anh em cũng không lạ gì, đó là từ chợ tốt đấy, bất động sản.com, alo nhà đất, mua bán chấm nét. Đây là những cái trang web chuyên về đó là bất động sản, về bất động sản, về cung cấp những cái thông tin. Ở đây cũng là cái kênh truyền thông, cơ bản là cái kênh này thì cũng do những cái bên kênh offline thôi. Đó là ở đây cơ bản là cái kênh đó là ví dụ từ chủ nhà này và môi giới. Với các thị trường khác như thế nào thì tôi cũng biết, nhưng ở Hà Nội bây giờ thì đa số là tất cả là qua cái kênh môi giới. Nên chủ nhà người ta bán cũng bây giờ chiếm phần trăm nó cũng ít rồi, nó không còn nhiều nữa. Những cái điều quan trọng nhất ở đây thì chúng ta để lựa chọn ra đó là cái kênh nào hiệu quả, chúng ta phải đa dạng vào cái kênh, chúng ta mới tìm được cái thông tin. Và với kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là anh em ví dụ như ở các thị trường Hà Nội
tôi sẽ lựa chọn đó là cái kênh môi giới là cái lựa chọn có cái hiệu quả tốt nhất, vì ở đây có nhiều cái thông tin và đây là sàn họ có rất nhiều những đội ngũ và mạng lưới thông tin, đây là một cái kênh rất tốt. Và đây anh em lưu ý cho tôi ở cái phần kỹ năng này phải chọn những người là chuyên phân khúc, chuyên khu vực nhé, thì mới tìm ra được cái sản phẩm tốt được.